Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chichi UK. Hôm nay cả gia đình mình đi xứ Wales mọi người. Mình sẽ đi đến thăm cái ngọn hải đăng tên là South Stack Lighthouse. Cái ngọn hải đăng này nằm ở ngoài, phía ngoài giống như là một cái hòn đảo nhỏ vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó nha. Thấy có vẻ là gần nhưng mà đi xuống đó xa lắm. Đi xuống từng bậc thang như vậy nè. Đi phải hơn 20 phút mới đến xuống tới dưới đó đó mọi người. Chơi. Tại vì mình vừa đi vừa quay phim đó, vừa ngắm cảnh nữa, cho nên là cũng hơi chậm. Mấy cha con của Chi Chi đã đi múc ở dưới kia rồi. Ở trên hòn đảo này có rất là nhiều cái loại hoa nhỏ nhỏ này, rất là đẹp nè các bạn. Nhìn thấy cưng quá hen. Ở đây là các bạn đã có thể nghe được tiếng của chim hải âu rồi đó mọi người. Ở trên cái hòn đảo này thì có hàng ngàn con chim hải âu sống ở đây nè, làm tổ và đẻ trứng ở trên đây luôn. Chim hải âu còn gọi là chim mộng biển đó các bạn. That's a good girl, babe. Ở phía tảng đá bên kia nguyên một cái đàn chim quá trời luôn kìa, không biết là mọi người có thấy rõ không nữa. Thank you.
Chim nó đang đẻ trứng ở trong đó đó chị. Có trứng chim trong đó đó chị. Thank you.
been here.